Hello, xin chào anh em nhá, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Hôm nay thì về lại bù cho hôm qua, hôm nay lại về một con hàng cực kỳ chất lượng anh em ạ. Con này chim bổi già lên, chim tầm khoảng 2 mùa, hơn 2 mùa một chút. Con này thì chơi rất là hay, nết chơi nó gọi là như một cái máy luôn anh em ạ. Con này thì đang được tầm khoảng 90% lông, nó đang còn mấy cái đuôi đang ra lốt anh em nhá. Bóng bộ cực kỳ ngon luôn, lông móng đoàn dài, mặt dữ dã man, đánh cầu cánh chơi khiếp luôn anh em ạ. Con này ấy, thì giá cực kỳ hợp lý cho anh em. Con này thì có một cái chân nó cảm giác nó hơi bay bay một chút anh em ạ, nhưng mà chơi 2 tiếng vô tư luôn anh em ạ. Con này cực kỳ tiềm năng anh em nhé, anh em về thi thố vẫn rất là ngon. Vì thật sự ấy, em Tuấn đã đi xem và gặp nhất rất là nhiều em chân đau, nhưng mà toàn lấy cờ nhất nhì các thứ nhiều lắm anh em ạ. Nên anh em hoàn toàn yên tâm cả, chân đau nó vẫn chơi bình thường anh em ạ. Con này thì nó không đến mức đau chân, mà nó kiểu dạng là nó chân, một chân nó hơi bay bay nhẹ một chút, nhưng bù lại lết đánh ở lực nó chơi quá là ok luôn, nết cực kỳ hay anh em nhé. Anh em theo dõi clip của em Tuấn nhá. Đây anh em ơi, anh em nhìn này biết chơi tầm hơn 1 tiếng rưỡi rồi thì em mới quay clip này cho anh em này. Như những con chim xung quanh, con này nó dí nó ché cho sợ luôn anh em ạ. Anh em nhìn kỹ chân, một chân nó hơi bay nhẹ một chân anh em nhé. Nói chung là cái này nó kiểu dạng thành tật rồi nên nó cũng không ảnh hưởng đến con chim đâu anh em ạ. Bù lại thì anh em có một con chim chơi rất là ok anh em ơi. Chim thì hiện tại đang ăn cám Hiển Bảo Khánh tổng hợp nha anh em nhé. Hàng sạch 100% cho anh em. Anh em nhìn này, chuối người ta cắm một chuối chín thối luôn rồi anh em ạ. Nước thì cống đóng xanh nè luôn. Con chim này anh em về chăm nêm thì có đánh quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Con này đánh nết cầu cánh mỏ cực kỳ đều luôn. Anh em bảo chơi tiếng rưỡi rồi mà nó vẫn chơi như này. Con này ấy, cái đặc biệt của nó ấy, cứ tầm khoảng chơi tầm khoảng 15 đến 20 phút là nó lại ché một cái, một tiếng ché rất là uy lực luôn anh em ạ. Lúc đầu con này nó ché mấy cái con xung quanh này còn giật mình luôn anh em ạ. Anh em nhìn chưa, đánh cứ đánh cầu cánh mỏ rất là đều luôn. Con này đánh đều các mặt luôn anh em nhé. Anh em để ý kỹ thì chim xung quanh gần như nó sợ hết rồi, chỉ có mỗi cái con mặt sau kia dám chơi ấy, mà nó vẫn đánh đều, nó vẫn đảo đều các mặt luôn. Con này chơi nó không ở kén chim anh em ạ, rất là giữ chim. Thật sự thì để mà nói, em Tuấn đi, em Tuấn gặp rất nhiều những con đau chân nết rất là hay luôn anh em ạ. Nó kiểu dạng đau thành tật ấy, nết rất là hay mà chơi cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Nên là anh em đừng có lo là nó bị như này bị như kia mà không đạt đâu. Rất là nhiều chim hay nó bị tật chân anh em nhé. Nhưng con này anh em để ý kỹ thì người ta để cầu này nó cũng không được hợp lý lắm anh em ạ. Vì người ta, người dân người ta nuôi, người ta chỉ nuôi được vậy thôi, ta chẳng để ý con chim như anh em mình chơi đâu. Anh em nhìn nó lết chơi rất là đều luôn, cầu cánh mỏ chơi như một cái máy luôn anh em ạ. Mà đây anh em phải hiểu là chơi 1 tiếng rưỡi rồi mà nó vẫn đạt như thế này, mà con chim nó chưa được chăm bẵm gì đâu anh em ạ. Cái lông lá anh em nhìn trông nó còn bẩn anh em ạ. Còn hai cái đuôi đang vẫn đang ra nhé, còn 2 hay 3 cái đuôi lực nó vẫn đang ra anh em ạ. Nó gọi là chưa hoàn thiện đâu, mà nó, anh em phải hiểu nó chơi vẫn rất là tốt luôn anh em. Chung con này anh em chơi thì cực kỳ yên tâm. Về con này nó căng lắm anh em ạ, về nhà anh em nó căng dã man luôn, cho tắm rồi. Em cho sang lồng tắm mà nó hót ché âm mỹ hết cả lên anh em nhé. Mà sáng vừa mới dãi 2 tiếng xong anh em ạ. Đánh rất là đều luôn. Con này anh em nhìn ở ngoài trông mặt mũi nó dữ lắm anh em ạ. Mà em anh em xem mấy cảnh ở đầu ấy, em tắm xong em chụp ấy, trông lông lá nó rất là mượt mà anh em ạ. Nó bó gọn lắm anh em ạ, lông mỏng dính luôn. Bộ nó gọi là chim rất là trường và lực anh em ạ. Con này thì hiện tại em Tuấn Hải Dương giao lưu cho anh em với giá là 3.800.000 anh em nhé. Nói chung hàng này thì anh em chơi thì yên tâm anh em ạ. Giá này là giá quá là tốt luôn. Thực sự thì nếu mà để con này không đau chân thì chắc chắn là 8-9 triệu anh em ạ. Đấy là anh em chắc chắn là một điều là như vậy anh em ạ. Cái này đau, cái này nó gọi là hơi bay, nó thành tật rồi anh em ạ. Anh em cứ về cứ thế là chơi thôi. Anh em lên cám Hiển một cho nó ok hơn anh em ạ. Vì Hiển tổng hợp thì nó cũng chẳng có chất gì đâu. Nó gọi là chăm để duy trì sự sống thôi anh em ạ. Đây anh em nhìn chưa, chim xung quanh em quay cho anh em xem. Con chim xung quanh này gãi rỉa hết rồi, còn mỗi con chim đằng sau dám chơi thôi.
con chim đằng sau chơi nó gọi là con này nó cũng dí cho nó chơi, nó không dám chơi mạnh luôn, thì mỗi con này dám chơi nó đánh đều luôn các mặt luôn anh em ạ, rất là ngon luôn. Anh em nhìn cứ ảnh bộ biết thứ thì anh em cứ xem vào đầu video ấy là có cái ảnh bộ của con chim này, anh em nhìn nó sẽ thực tế hơn, trông nó sẽ ngon hơn anh em ạ. Con này thì chưa tắm rửa gì, có khi tuần rồi chưa tắm rửa anh em ạ. Chim dân nuôi mà anh em, cống để đóng anh em nhìn cống nước ở đây này xanh xanh đen đen như ở anh em kìa. Anh em nào kết thì alo trực tiếp cho Tuấn Hải Dương nhá. À này về anh em thi thố là cực kỳ ngon anh em ạ. Chưa xong nông anh em nhé, chưa xong nông mà trời vẫn rất là khét luôn. Đây anh em nhìn này, bóng bộ cực kỳ ngon luôn. Hầu bò nhá, mặt dữ. Con loài rất là lanh chim, bộ nó rất là gọn luôn anh em nhé. Còn mấy cái đuôi lực nó đang ra lốt anh em ạ. Gáy lồi anh em này, dữ chim lắm anh em ạ. Con này chim sạch 100%, chim của dân anh em nhé. Người ta không chăm mấy anh em ạ. Nói chung một chân nó gọi là bị bay nhẹ thôi anh em ạ. Anh em để kỹ không thấy rồi anh em ạ. Chim rất là ok luôn. Cầu cực kỳ tốt luôn anh em ạ.